Sáng 27 tháng 12, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62.01S, phường 5, thành phố Tân An, lượng phương tiện xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định. Anh Nguyễn Văn Phương, ở quyền Thủ Thừa, cho biết, dù từ chỗ anh đến trung tâm đăng kiểm chỉ 5 km, nhưng anh phải đi từ 3 giờ sáng để tranh thủ xếp hàng vì lượng người đến đăng kiểm xe quá đông. Theo chia sẻ của lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62.01S, trước đây mỗi ngày trung tâm kiểm định từ 100 đến 120 xe, thế nhưng những ngày qua lượng xe đã tăng lên đến 300 chiếc một ngày. Do đó nhân viên phải tăng thời gian làm việc lên 12 tiếng một ngày, nhưng chỉ đáp ứng tối đa được 200 phương tiện. Lượng xe tồn động trong ngày là rất nhiều. Mặt khác, mỗi ngày trung tâm còn phải tốn nhiều thời gian để xử lý trên dưới 30 phương tiện bị sai hồ sơ và khối lượng, chủ yếu là các phương tiện từ nơi khác đến đăng kiểm. Ông Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62.01S, Sở Giao thông vận tải Long An cho biết, những xe sai hồ sơ làm mất thời gian của đăng kiểm viên. Ngoài việc đăng kiểm bình thường thì kỹ thuật còn phải tra cứu, đối chiếu cơ sở dữ liệu nên rất mất thời gian. Mấy hôm nay lực lượng bảo vệ túc trực bên ngoài để sắp xếp xe, Thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông cũng hỗ trợ giúp giữ gìn trật tự, đậu xe được gọn gàng hơn. Ông Lê Văn Viên, Tránh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Long An cho biết, thanh tra sở sẽ tăng cường công tác quản lý vi phạm của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Long An để ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi làm sai lệch kiểm định của phương tiện giao thông đường bộ theo nghị định 100. Đồng thời xử lý các vi phạm như thay đổi kích thước thùng xe không đúng thiết kế, không phù hợp với quy chuẩn và thông báo kết quả thanh tra đến cục đăng kiểm để làm tốt công tác này trong thời gian tới. Long An hiện có 3 trung tâm đăng kiểm, trong đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62.01S trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, còn hai trung tâm tư nhân tại quyền Bến Lức và Đức Hòa.